Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5. Nhiều vấn đề nóng đã được lãnh đạo Bộ Công Thương giải đáp, trong đó nổi bật nhất là việc cung ứng điện cho mùa khô. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, tính chung 5 tháng đầu năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 12,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 63,2 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu 66,17 tỷ đô la Mỹ. Về vấn đề cung ứng điện, đại diện Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cũng cho biết, hiện nay tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện nước ta là khoảng 35.500 MW một ngày. Công suất tối đa được Bộ Công Thương ghi nhận ngày nắng nóng nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2015 là 25.193 MW. Như vậy thì với sản lượng điện dự phòng, hệ thống điện hiện nay đã hoàn toàn có đủ khả năng cung ứng cho nhu cầu sản xuất và đời sống. Cũng tại buổi họp báo, một vấn đề dư luận quan tâm và được nhiều phóng viên đưa ra là cơ hội cho trái vải trong mùa vụ 2015 khi mà vải Việt Nam vừa chính thức được xuất khẩu sang Mỹ và Úc. Về vấn đề này, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết thì vừa qua Mỹ và Úc đã mở cửa cho trái vải của Việt Nam. Việc đưa trái vải vào các thị trường này là nỗ lực lớn của các bộ ngành, các địa phương trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cũng như sản xuất sản phẩm đúng theo chứng nhận Việt Gap và Global Gap nhằm đảm bảo chất lượng xuất khẩu.